Hello, xin chào tất cả anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Hôm nay mình sẽ quay giới thiệu tới anh em một vài chú chó mà đang cần tìm nhà mới nha. Đang cần tìm nhà mới cho một vài chú chó thì sẽ giới thiệu luôn cái chó của mình. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết để giới thiệu cho anh em một vài chú chó mà mình đang cần tìm nhà mới. Đây, trước mặt anh em đây là một cặp vàng. Em vàng má bạc này là lưỡi đen này, đực này. Đã biết phối này, đang cần tìm nhà mới này. Còn em cái này đã phối rồi này, phối rồi mình tách ra đây này. Lúc trước là phối với cu đen anh em nhé. Phối được 5 ngày rồi. Em cái này xoay kiếm này, em đực kia cũng xoay kiếm luôn. Đấy, xoay kiếm, em đực này xoay kiếm rất là dài này. Đấy, anh em nếu có nhu cầu về được giống nhá. Đấy, lưỡi đen này, xem này. Quay chi tiết là rất là đẹp này. Lưỡi đen, mắt mắt đỏ, mắt xách luôn nhá. Em này là em cái thần kinh rất là tốt này. Đây, các bạn xem xoay kiếm này. Đấy, xoay kiếm rất là quấn chủ luôn. Đẻ hai lứa rồi, chuẩn bị lứa thứ ba nhé. Tướng tá rất là đẹp này. Tướng tá ok, ngon lành. Đấy, đây là cặp vàng nha. Vàng này là vàng cái này, đực này. Anh em nếu có nhu cầu về con giống, em này thì đang phối, đã phối rồi. Khả năng là có bầu rất là cao nha. Tại vì lứa trước là phối là đẻ được 8 con lại. Nuôi con rất là tốt, sữa rất là ok luôn. Còn đây, đây là em cái vàng kem. Đang có bầu rồi anh em nha. Cái này là mình để nuôi đẻ này. Chuẩn bị cho về lứa về Tết đấy, gần Tết nha anh em. Nếu anh em có nhu cầu về con giống thì nhớ đăng ký kênh. Đăng ký kênh để xem những con giống. Và anh em có nhu cầu mua về con giống thì liên hệ với mình. Còn đây là cặp mà cu đen và cái đang sa lơ. Đây, cái đang sa lơ rất là đẹp. Đẹp theo cảm nhận của mình thôi, còn tùy anh em. Có những người anh em thích màu này, có anh em thích màu kia. Có người thì cho là đẹp, còn có người thì cho là xấu anh em nhé. Anh em cứ ném đá thoải mái đi, con giống của mình có sao thì mình nói vậy. Đây là cu đen. Cu đen chuẩn bị ghép bầy với em vàng má bạc lưỡi đen đấy. Mắt đỏ rất là ok luôn ha. Mắt rất đẹp này. Rất là đẹp, rất là ok luôn. Cu đen thì là cặp mắt độc lạ. Màu mãng thì chắc là không đẹp lắm đâu, theo nhiều anh em cảm nhận. Nhưng mà mình chỉ thích được cái là cặp mắt rất là độc lạ nha anh em. Độc lạ. Có lẽ là duy nhất. Theo mình cảm nhận, có lẽ là cặp mắt duy nhất, chưa kiếm được cặp mắt thứ hai anh em ạ. Đấy. Cu đen rất là nuôi rất là quấn chủ nha. À. Em rất là mến chủ luôn, cực kỳ luôn. À. Vàng má bạc lưỡi đen đang sa lô. Rớt máu khắp cả chuồng luôn. Chuẩn bị phối anh em nhé. Đây cũng là cái giống nhé. Cái giống không bán anh em ạ. Còn đây, đây cho anh em xem luôn. Cặp đực. Cặp đực em vàng này là đã có chủ rồi anh em nhé. Em vàng xoay kiếm là đã có chủ. Bây giờ chỉ còn có em vện này thôi. Lưỡi đốm. Mặt mũi khá là đẹp. Đây. Mắt. Này, mắt này, sát lại cho anh em xem này. Mắt to, đỏ. Này, vện cũng khá là đẹp, khá là sáng sủa nha. Đấy là mình em vện nhỏ. Em vện nhỏ là mình cũng đang có nhu cầu tìm nhà mới anh em nhé. Em vàng thì có khách bắt rồi. Đây là em đực lai con. Em được đực vàng này, vàng kem nhé. Xoay kiếm rất là đẹp. Đấy. Vàng kem, lưỡi đen. Cũng là đực giống luôn. Em vện này cũng vậy, em vện này là cái giống của mình nha, không bán anh em. Cặp mắt rất là to, rõ, độc lạ, đẹp. Theo cảm nhận của mình, mình rất là thích. Ngoài cái vấn đề là tướng dáng đẹp, vện đẹp, thì còn phải có khuôn mặt rất là đẹp nữa. Khuôn mặt mà không đẹp thì mình cũng coi như vứt anh em nhé. Đi vào, vào. Nói có nghe lời không? Vào trong. Mình rất thích em đực này ở chỗ là nó rất là quấn chủ. Tướng tá cũng ok, cơ bắp rất là đẹp, xoáy thì dài rõ. Đấy. Một vệt đen xám trên lưng. Mà vện vàng kem nhưng mà lại mà mặt hơi đen đen nên là nhìn cái cặp mắt nó rất là nét. Nói có nghe lời không? Đi rồi.
cặp mắt rất là nét, rất là sắc bén này. Còn em vệ này là cặp mắt rất là to này. Này, xem này, đấy, cặp mắt rất là đá luôn. Nhìn cặp mắt là mê luôn. Này, đấy. Em này cũng vậy. Hai đôi này mà ghép với nhau thì ra cặp con rất là tuyệt vời. Đây là hàng nhân giống nhá. Nhân giống là anh em là có mong chờ hậu duệ thì alo cho mình. Em vện con kia là hậu duệ của con cái này này. Hậu duệ con cái này. Tên là mắt giống mẹ, rất là to, rất là đẹp. Vện thì sáng hơn. Đấy. Đây là những cái con giống mà mình đang ở trại nha anh em. Đây. Đây là em này đã phối rồi. Phối với em đực vàng lưỡi đen ở trên đầu đấy anh em ạ. Cái này cũng là em cái này. Em cái vện kem này, mặt mắt mũi rất là đẹp luôn. Em này là cái trấn trại của mình nha. Lâu nay mình vẫn giữ em này từ nuôi từ nhỏ tới lớn này. À, bầu đã hai đẻ hai lứa rồi. Lứa nào con cũng rất là tuyệt vời. Chuẩn bị lứa 3. Còn em vàng lưỡi đen này là đang bị ghẻ này. Đang bị ghẻ là vàng trị nó cho nó khỏi này. Đấy, ghẻ khách gửi nhé. Khách mua rồi gửi lại này. Vì nó ghẻ đó. Nó bị ghẻ nên là mời gửi lại cho mình chữa này. Em này nó mình nuôi lâu rồi rất là quấn này. Đấy, rất là mến. Mến chủ cực kỳ luôn. Nó chỉ biết mình thôi. Không không như người lạ không đụng được đâu. Mà nó rất là quấn, rất là nghe lời. Đấy. Còn đây nữa. Đây là em đực đực vàng lưỡi đen khách gửi. Không phải nhà mình nha. Đực vàng lưỡi đen khách gửi. Mặt mũi khá là sáng sủa. Ở đây là em vện. Em vện vện cái này. Vện cái giống này. Em này không bán nha anh em. Này là để nuôi giống này. Đấy, để nuôi giống này anh em ạ. Thế sơ sơ vậy thôi nhé. Mình đang cần bán là một cặp trên đầu kìa, cặp vàng. Còn đây là khuôn viên. Khuôn viên trại của mình là mình cho các chú chó nhỏ chơi này. Có những cái sẵn có sẵn những cái cống này để nó leo trèo này. Chui rúc lúc nắng hoặc là mưa, không may nếu mà mình thả ra mà mình đi đâu đó lỡ mưa này nó có chỗ đến chui rúc. Đây. Đây là em vàng. Em vàng cái con này, 4 tháng này. Mình đang cần bán em này này. Nếu mà anh em có nhu cầu hàng sinh viên này mà con đẹp này thì có thể liên hệ với mình nhá. Em này. Em vện kem này là có khách bắt rồi anh em nhá. Có khách bắt rồi. Còn em vện lưỡi đen kia là nó đuôi nó hơi bị chậm lưng, mình để nuôi giống thôi vì cái vện rất là đẹp, xoáy cũng dài này. Mặt mũi khá là sáng sủa. Mà đuôi nó bị đạp từ lúc nhỏ đấy. Đuôi nó bị đạp lúc nhỏ này nó hơi hơi bị chạm cái lưng. Nhưng thôi kệ không sao, vì mình biết nguồn gốc rõ ràng nên là để nuôi đẻ cũng được. Không vấn đề gì cả anh em nhé. Còn đây là em cái. Đấy, em cái này là bầu này, bầu được 1 tháng rồi. Vú bắt đầu sệ rồi. Đây, đấy cho anh em xem lại, vú bắt đầu sệ rồi. Đấy, vú sệ rồi, em cái tơ nha. Cái tơ thì khi mang bầu khoảng 1 tháng là bắt đầu mình thấy vú nó sệ rất là rõ ràng luôn nhé. Mặt mũi khá là đẹp. Mắt đỏ mà mặt cáo. Bầu nó rất là cảnh giác. Đấy. Mắt này. Chó thì trại mình ra là có những cái cặp mắt này. Cặp mắt đỏ đẹp này. Đấy. Anh em là nếu mà có nhu cầu về con giống đây, mình là có những bầy cho con. Bầy này đang còn nhỏ lắm anh em ạ, mới 2 tháng thôi, chưa bán được đâu. 2 tháng mình phải 3 tháng chích 3 mũi thì mới bán được. Đấy, đây. Đang thả ra để cho phơi nắng và chạy nhảy này. Đấy, đực vàng này. Đực vện này, đây em này đực vện. Đang chạy lăng xăng. Đây là em cái vện này, cái vện sáng này, vện vện vàng. Em này cũng vện vàng này. Xoáy bản này. Em này có cặp mắt rất là ok này. Mình rất là thích em này này. Cặp mắt khá là to đẹp này. Vện cũng sáng đẹp này. Vện vàng lại má bạc nó nhìn rất là chất. Còn em này là hàng độc lông dài. Xoáy kiến này. Đấy. Mấy bầy này còn nhỏ lắm anh em nhé. Mới có 2 tháng thôi. Để nó lớn một chút xíu chích ngừa đủ 3 mũi rồi mới xuất được anh em ạ. Đực vàng này rất là lanh.
Để cho anh em xem nhé. Nếu anh em có nhu cầu về con giống thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới. Trại mình lúc nào cũng có nhé, từ lớn tới nhỏ. Anh em ở gần mới có nhu cầu bắt sớm thì mình vẫn bán anh em nhé. Ở xa thì phải chích đủ 3 mũi thì mình mới ship đi được, vừa đảm bảo an toàn cho anh em mà vừa đảm bảo con giống cho chất lượng cho con giống của trại mình ra anh em nhé. Đấy, ở đây là khuôn viên trại của mình. Đây mình đang ươm một mớ những cái hoa hồng Sapa để chơi à, quay cho anh em xem cho vui. Đấy, hoa hồng Sapa này nó đang lên này, một góc ươm chơi Tết. Những Tết là nó nở hoa rất là đẹp. Chó nhà mình nuôi đặc biệt là rất là tiếp xúc thường xuyên với người cho nên rất là quấn chủ nha. Dạn chó nhỏ là mình cứ thả ra phơi nắng này. Đây, phơi nắng là cho nó chạy nhảy nó thoải mái này, mình dành thời gian cho nó để nó chạy này, rất là ok. Đấy rồi, ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Những anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký nhé, đăng ký để theo dõi những video tiếp theo. Anh em không mua thì cũng có xem những video những chú chó rất là dễ thương anh em ạ. Nếu anh em có nhu cầu về con giống thì cứ liên hệ theo số điện thoại của mình. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.